Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin siết cổ giáo viên dồn tiền cho công an. Hãy hỏi ông đầu đảng, đừng hỏi ông đầu Bộ Giáo dục. Một ngày 15 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi gặp gỡ giữa Bộ trưởng và các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục. Bộ Giáo dục của chế độ này như thế nào thì mọi người cũng đã biết. Trong ngành giáo dục có rất nhiều vấn đề, chỉ cần đưa ra một vấn đề thôi thì cũng đã thấy chế độ này làm giáo dục tệ hại như thế nào. Được biết, lương giáo viên mới ra trường chỉ khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Thật không thể tưởng tượng nổi với cái gọi là trăm năm chồng người của ông Hồ Chí Minh. Chồng người kiểu gì mà trả lương giáo viên như thế thì làm sao họ sống cho được? Mà chuyện này không phải mới xảy ra, nó đã âm ỉ từ rất nhiều năm nay. Đó là một trong những lý do ngành sư phạm bị ghẻ lạnh. Từ hơn 30 năm trước, học sinh đã chuyển nhau câu nói, chuột chạy cùng sào, bước vào sư phạm. Y nói học sinh bí đường không đậu vào những trường khác thì mới nộp đơn vào ngành sư phạm. Bóc lột tàn nhẫn người giáo viên. Chất vấn ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục như thế là đúng, nhưng ông cũng không thể nào giải quyết được vấn đề. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy? Bởi ngân sách của Bộ Giáo dục được đảng ban phát xuống vô cùng ít ỏi. Chính vì thế lương giáo viên vẫn ba cọc ba đồng, không có cách nào thay đổi được. Thêm vào đó là chính sách tiền lương của chính quyền này đang dìm cả xã hội xuống đáy, bao gồm cả giáo viên. Được biết, mức lương tối thiểu của vùng 1 là vùng được áp mức lương tối thiểu cao nhất thì cũng chỉ là 4,68 triệu đồng mỗi tháng. Thật là kinh khủng, Đảng Cộng sản dìm dân trong khốn cùng và đói nghèo với chính sách tiền lương như thế. Đã nhiều lần, tờ Thời báo.de đề cập đến việc phân bổ ngân sách trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam nó bất hợp lý như thế nào. Đó là chi cho Bộ Công an thì quá lớn với con số lên tới 99.953 tỷ đồng. Còn chi cho Bộ Giáo dục chỉ vẻn vẹn có 6.255 tỷ đồng. Với việc chi ngân sách bất công như vậy, thì lương giáo viên còm cõi, ngành giáo dục thiếu trường là điều dễ hiểu. Chưa bàn về triết lý giáo dục, chỉ cần nhìn vào cách chi tiêu của Đảng Cộng sản thì đủ thấy chính quyền này đang tước mất nhu thu nhập của giáo viên để dồn cho công an như thế nào. Với ngân sách vẻn vẹn có như thế, thì dù có chất vấn ngàn lần ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng chẳng giải quyết được gì. Lương giáo viên thì vẫn chết đói, nhà trường phải đè đầu phụ huynh ra để mà chấn lột, để có kinh phí hoạt động và cũng là có chút đỉnh để lãnh đạo trường sơ múi. Cơ chế nó như thế thì tạo thành một nền giáo dục bệ rạc như thế thôi. Ông Nguyễn Kim Sơn sẽ không thể làm gì để mà cứu giáo viên vì đấy là chính sách của Đảng. Trong chế độ này, lãnh đạo nào biết vâng lời thì ngồi ghế lâu, còn lãnh đạo nào dám đặt câu hỏi khó với cấp trên thì sẽ bị bày ghế. Vấn đề chi ngân sách là vô cùng bất công như vậy, cần ông Nguyễn Phú Trọng can thiệp. Tuy nhiên, có cho vàng thì ông Nguyễn Kim Sơn cũng không dám đề xuất với ông Tổng Bí Thư để mà cắt tiền bên công an chuyển cho bên giáo dục. Chỉ với lá bùa thiêng của ông Tổng Trọng ban cho ông Lê Thanh Thản mà Công an thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Nông thôn đều phải sợ thì ắt hẳn ông Nguyễn Kim Sơn không dám làm liều để mà hỏi vặn ông Tổng. Bao nhiêu đời Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản vẫn chủ trương siết cổ y tế và giáo dục, dồn hết cho bên công an. Hiện nay, dư luận xã hội đang chĩa mũi dùi vào Nguyễn Kim Sơn về chế độ lương bổng chết đói. Trong khi đó, quyết định về việc Trung ương chi như thế nào thì cần tiếng nói của ông Trọng chứ không phải là tiếng nói của ông Sơn. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang bận đốt lò để đánh bóng tên tuổi của mình. Ông không có thời gian đâu mà lo cho giáo dục. Mà lo cho giáo dục tốt làm gì? Để rồi ngành này không tạo ra những con người biết thuần phục, thì lại nguy cho chế độ. Đảng cứ để cho ngành giáo dục sống dở, chết dở cũng chẳng sao, bởi làm lãnh đạo của Đảng Cộng sản đâu cần có chữ nghĩa để làm gì. Mà dân không có chữ thì lại càng tốt, vì khi dân có chữ tốt thì sẽ ắt lắm chuyện, chứ chẳng có ích lợi gì cho Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin siết cổ giáo viên dồn tiền cho công an, hãy hỏi ông đầu đảng, đừng hỏi ông Bộ Giáo dục. Ai là thủ phạm xẻ thịt rừng Sóc Sơn? Ca sĩ Mỹ Linh hay dân hay quan trước đây? Hiện nay các công trình xây dựng tại khu rừng phòng hộ Sóc Sơn đã lên con số hàng ngàn. Để cho dân xây nhà trên đất rừng là việc đầu tiên phải xử lý lãnh đạo. Nếu lãnh đạo mà nghiêm túc, cương quyết, làm việc theo đúng pháp luật thì dân nào dám xây đây? Tuy nhiên, ca sĩ Mỹ Linh đã xây nhà trong khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn và bị dư luận lên án trong suốt một thời gian rất dài. Nhưng kết quả là nhà của ca sĩ này được thông báo là hợp pháp.
việc phá rừng để xây nhà lại bảo là hợp pháp, thì đấy là vấn đề thuộc về quan chức của đảng. Ca sĩ Mỹ Linh phá rừng xây biệt phủ nhưng không có gì sai phạm, vậy vấn đề là ở chính quyền. Với số lượng hộ dân lớn đến hàng ngàn, việc moi ra hết sai phạm của hàng ngàn gia đình này thì cũng sẽ moi ra những sai phạm của các đời lãnh đạo huyện Sóc Sơn. Hiện nay có nhiều quan chức làm ngơ cho dân xây nhà trên đất rừng đã hạ cánh an toàn. Giờ moi móc lại cũng khó nên họ khỏa lấp luôn, rồi hợp thức hóa trên giấy tờ, biến những trường hợp phá rừng xây nhà thành hợp pháp. Vào ngày 10 tháng 8, tờ báo Vietnamnet có bài viết với tựa đề "Xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn, coi chính quyền không ra gì". Thực ra dưới chế độ công an trị này, không ai dám xem thường chính quyền cả. Quan chức mà không làm lơ thì làm gì người dân dám phá rừng đây? Được biết từ đầu năm 2023 cho đến nay đã có 180 công trình sai phạm. Trong năm 2022 có gần 250 chương trình bị xử lý, còn năm 2021 phải xử lý hơn 300 trường hợp. Vấn đề là trong trường hợp trước đây phá rừng xây nhà được hợp pháp hóa thì tại sao những người khác lại không thể làm điều tương tự? Cũng là phá rừng để xây nhà, nhưng nhà của Mỹ Linh là hợp pháp, còn người xây sau là bất hợp pháp. Vậy công lý ở đâu? Lãnh đạo của thành phố mà thế này thì lãnh đạo huyện làm sao sạch cho được? Sống ở xã hội này, người dân đều hiểu nếu công an không làm lơ thì làm sao tội phạm có cơ hội để mà phát triển. Nếu quan chức không buông lỏng quản lý thì làm sao người dân dám phá rừng? Mà xứ này không ai phá rừng nhiều bằng thành phần kiểm lâm. Lãnh đạo thành phố Hà Nội bao nhiêu đời cũng có tấm gương chặt phá cây. Ông Nguyễn Thế Thảo thì cho chặt tới 6.700 cây đại thụ khắp thủ đô Hà Nội. May mà còn làm hàng ngàn con mắt của người dân nên chuyện chặt cây mới bị ngăn cản. Giả sử chính sách hạ sát cây cổ thụ thành công thì lính của ông Thảo có thể khai thác gỗ, ông Thảo có thể duyệt chi ngân sách trồng lại cây mới, và dự án chặt cây được ăn một mớ tiền, dự án trồng cây lại thêm một mớ nữa. Đến đời ông Nguyễn Đức Chung làm chủ tịch thì ông này cũng vẽ ra dự án trồng cây xanh mà kiếm trác. Trên thượng tầng thành phố Hà Nội thì như thế, thì ở chính quyền huyện Sóc Sơn sạch sẽ hơn được hay sao? Chính sách phá cây trắng trợn của Nguyễn Thế Thảo nếu không bị trừng phạt thì liệu có sự trừng phạt nào đối với những lãnh đạo huyện khi làm điều tương tự như thế? Việc làm ngơ cho nhiều hộ dân phá rừng, xây nhà, trước hết là lỗi thuộc về lãnh đạo. Ông Nguyễn Phú Trọng đang chống tham nhũng, nhưng lại vạch ra đủ thứ ranh giới, thì rõ ràng ai ở trong vùng cấm thì cứ việc tàn phá môi trường. Chẳng qua có hiện tượng lũ quét nên dư luận dậy sóng, trước khi dư luận lắng xuống thì vấn đề lại đầu vào đấy. Sai phạm vẫn cứ tiếp tục hoành hành. Lãnh đạo sai phạm rồi thì đổ thừa cho dân. Trước đây khi mà dư luận lùm xùm của ca sĩ Mỹ Linh phá rừng xây biệt phủ thì rừng Sóc Sơn chưa nổi giận. Tuy nhiên đến thời điểm này thì rừng không thể tiếp tục im lặng được nữa, mà rừng đã lên tiếng theo cách của nó. Điều này cho thấy việc xử lý trường hợp của ca sĩ Mỹ Linh không dứt điểm nên đã trở thành án lệ cho các trường hợp sau noi theo. Và cứ như thế rừng của nhân dân cứ bị phá dần, cho đến một ngày rừng không thể chịu đựng được nữa và lại nổi cơn thịnh nộ. Lần này chính quyền không thừa nhận sai phạm mà lại đổ lỗi cho dân. Không xử lý dứt điểm mà chỉ phạt qua quýt rồi để mọi chuyện tiếp diễn như cũ, thì lần sau rừng sẽ lại trở nên giận dữ hơn lần này gấp nhiều lần và có thể cướp đi rất nhiều sinh mạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin "Ai là thủ phạm xẻ thịt rừng Sóc Sơn? Ca sĩ Mỹ Linh hay dân hay là quan chức đây?". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.